chương trình vụ bánh bao đó nha các bạn. Bữa nay lần đầu làm chưa khéo các bạn, lần này cũng kinh nghiệm lại cho nó đẹp lại. Cái này thiếu đồ lắm các bạn ơi. Còn bữa nay không có gì chân các bạn, bữa nay tính bữa đó thì mình tưởng là có củ cải trắng á các bạn. Tại vì ghe đi cũng lâu rồi. Mình sắp hết rồi các bạn ơi, giờ còn gì làm ở nấy giờ. Đầu tư đồ cũng hết trơn rồi các bạn. Đây mình lấy cái củ hành này các bạn, củ hành tây này nè, mình xách ra mỏng mỏng để mình tí nữa mình xào nhân nha. Đây. Mình nếu nãy giờ xách được như đây nè. Các bạn biết biết mình làm nhân gì không các bạn? Mình sẽ làm nhân bằng tôm nha. Thấy bánh bao nhân này nhân kia mà bây giờ mình chơi bằng nhân tôm nha các bạn. Trong bờ có heo làm heo, ngoài biển có tôm làm tôm. Ngoài biển thì có cái gì mình làm đấy. Đây nè. Có chó làm chó ở đây luôn nè. Bây giờ có ba con cày mấy bạn. Tại vì cái ghe không ăn cày hết trơn. Cho nên trả bắp cải hả? Bắp cải luôn mấy bạn. Ở đây mình chơi hợp cẩm các bạn. Mình hết chân củ cải trắng rồi mình chơi bắp cải luôn, không biết ăn được không nữa nè. Làm bánh bao này là làm nhưng gì làm cũng được hết trơn mấy bạn ơi. Không có cử kiên gì chân. Dễ làm không? Chứ lựa mấy con này được rồi chứ. Không hết đâu. Rồi ăn rồi mình chịu khó mình được em mới rồi. Đi giữ bột cộng chút xíu thì thôi. Đó. Thôi bây giờ mình sẽ lột tôm tiếp anh em các bạn cho nó mau để ngoài biển thì cũng sợ tới giả đấy các bạn. Sẽ làm lâu quá trời tới trưa mới được ăn. Nè các bạn, đang lột nè, được mấy con rồi nè. Chứ mình nghĩ là làm không có hết đống tôm này đâu. Tôm này ở nhà đâu có được ăn đâu mấy bạn. Ăn là bỏi tay luôn. Nè. Đống tôm này chứ mình nghĩ chứ không làm nhưng chứ không hết đâu các bạn. Bịch bánh bao tại vì làm có mười mấy cái bánh bao không lẽ là làm thì cả ký tôm á các bạn. Không hết là mấy bạn cho chó ăn mấy bạn. Làm mấy cái vậy? Con cái đó. Còn mấy cái à? Chào anh này các bạn. Chào anh, chào các bạn khán giả cái đúng. Chào bạn nha các bạn ơi. Chứ không cái chào có nổi đâu mà chào. Đùa nghe các bạn. Đây là ngày hôm qua, ngày giả tối hôm qua được nhiêu đây khu vực này các bạn. Ba gỗ nha. Các bạn thấy tôi giỏi không các bạn? Mốt các bạn nào có tham gia nhu cầu á. Tham gia nhu cầu là sao? Các bạn nào muốn ý là nói muốn kiếm người yêu quá vậy? Muốn kiếm người yêu mà giỏi giang như tôi á, nhưng mà đến ngày đây nè. Thì nói thẳng đi. Thẳng gì vấn đề đặt nói vòng nó vô đó. Tôi lo cái ăn cái uống, lo hết tất cả. Các bạn ba anh em đây là đang cô đơn hết trơn nha. FA không các bạn. Đây là Trọng Anh, đây là Hoàng Thành, đây là Minh Hiếu. Các bạn nếu mà cái yêu thích ai thì các bạn bình luận phía dưới mình sẽ cho số điện thoại các bạn. Các bạn thấy mình bữa nay mình cỡ sạch sẽ các bạn. Thỏ một câu ghi bằng phòng các bạn. Đây, và cuối cùng này, đây là tôm khi nãy mình lột và mình đã xác ra rồi. Đây là củ hành các bạn, củ hành tây và với một ít bắp cải bên dưới. Mình sẽ trộn đều lại và bây giờ đem chổng cho thuyền trưởng xào nhân nha. Thuyền trưởng xào à? Ờ. Ghê vậy. Đưa dẫn cho thuyền trưởng xào hiếu. Với ông kia cái lò nó bị kẹt rồi. Không thôi lại cho anh nút xào các bạn, nút xào nhân thì ngon không thể tả được luôn. Con nữa mà nó ngủ ở trên này. Đây. Đây đây. Bilo bilo bilo. Bilo bilo bilo. Không? Ờ nó chơi nhiều quá. Đây chuẩn bị xào nhân nha các bạn ơi.
xíu xíu à. Cái làm mà mỏng một lúc mà hoài nó làm không lét à. Đẩy rồi nó cán chứ bằng cái tay nhẫn nó không ra. Nó dây nhét à. Yeah.
giống thì mình hiếu không? Giống không các bạn? Đừng lắm đó nha. Bên màu dân đủ thành cái không có trời. Ô chạy nước mắm rồi. Lấy thùng băng đầu lại, lấy bọng lấy không chạy giống lấy không ơi. Lấy bọng keo rồi, bọng keo đó, cho nó không? Làm hồi sao bánh bao mặn quá trời vậy? Ngon nữa rồi nha. Món khoát chiều rồi mới bánh. Hả? Không có hả?
mát rồi, để nắng mà. Đây nè, dọc đá nó gỡ qua luôn nha. Ừ. Sao bị khét con? Đây là bé. Cái nồi.
kênh đó. Dạ, có lo vui vẻ không không thấy. Đăng ký kênh chậm luôn tự đi thấy không? Không có mạng đâu mà đăng ký được. Dạ. Không có mạng. Điện thoại để không được mà. Mạng đang tôi chậm không hỏi anh. Không. Mình chơi với mấy em rồi. Cơm ăn bột chờ cơm trời ơi, anh em sẽ hút clip rồi nếu